Xin kính chào tất cả quý vị. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị da thẩm mỹ. Trong đó có một phương pháp được đánh giá là hiệu quả và an toàn với hầu hết mọi loại da mà đâu đó chúng ta đã từng nghe qua là BRB. Vậy BRB là gì? Đây là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Platelet Rich Plasma, nghĩa là huyết tương giàu tiểu cầu. Một người ở trạng thái sinh lý bình thường sẽ có nồng độ tiểu cầu từ 150.000 đến 450.000 trên một đơn vị ml. Vậy BRB là phương pháp làm sao thu được plasma có nồng độ tiểu cầu vượt ngưỡng từ 2,5 đến 9 lần. Tính tới thời điểm này, trên thế giới có trên 2.500 công trình nghiên cứu về ứng dụng BRB trong lĩnh vực da thẩm mỹ. Đây là phương pháp tối ưu cho mọi loại da, đặc biệt là những làn da mỏng, yếu, cần phải phục hồi do trải qua quá trình tẩy lột, quá trình bị tổn thương và cũng như những làn da chàm, nám có dấu hiệu rối loạn sắc tố. Và sau đây, tôi xin chia sẻ quá trình tách chiết BRB diễn ra tại viện thẩm mỹ thiên nhân như thế nào. Để thực hiện phương pháp này, chúng ta cần có một bộ dụng cụ. Thứ nhất là bộ New BRB Pro Kit để lấy máu tại vị trí tĩnh mạch trên khách hàng. Bên trong có chứa 3 ống lấy máu bằng lực hút chân không và 2 ống plasma để tách thành phần huyết tương giàu tiểu cầu. Và một bộ dụng cụ thứ hai, bên trong chứa chất hoạt hóa và chất tăng trưởng để kích hoạt những thành phần plasma giàu tiểu cầu, bảo quản tại nhiệt độ 0 đến 8 độ C. Với quy trình này, chúng ta buộc phải thực hiện trong môi trường vô khuẩn. Đầu tiên là lấy máu tại vị trí tĩnh mạch khách hàng. Yêu cầu của bước này là máu không được vỡ hồng cầu và không được đông dày. Thứ hai, chúng ta sẽ cho vào máy ly tâm để tách chiết thành phần plasma giàu tiểu cầu diễn ra như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho máu toàn phần vào máy quay ly tâm với số vòng 2.000 vòng trong 10 phút để thu được plasma lần thứ nhất. Sau khi thu được, chúng ta tiếp tục cho vào máy quay ly tâm lần 2 để thu được plasma có nồng độ tiểu cầu đậm đặc nhất. Sau đó, chúng ta tiếp tục ly tâm plasma lần thứ 3 để tách thành phần giàu tiểu cầu và thành phần nghèo tiểu cầu. Kết thúc quá trình tách chiết, thu được sản phẩm là Face Skin và BRB để ứng dụng trong tiêm hoặc lăng kim nhằm phục hồi tái tạo lại da, giúp da săn chắc, trắng, mịn, khỏe, kết hợp với những ống BBB để khách hàng hỗ trợ bôi thoa thêm tại nhà. Để phát huy tối đa hiệu quả, một liệu trình BRB sẽ được thực hiện từ 2 đến 3 lần và mỗi lần cách nhau 4 tuần. Qua video này, tôi mong muốn chia sẻ đến khán giả một giải pháp làm đẹp thực sự an toàn và mang tính hiệu quả cao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này.